Và hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì theo như mọi người thấy, mình đang ở trong Minecraft Bedrock Edition, hay còn được biết với cái tên là Minecraft PE đó. Đó. Thì cái này đổi theo skin thế nào nhỉ? Nói chung là mình đang có skin này. Hiện tại thì mình chưa rõ cách đổi như thế nào. Và thêm một cái nữa, thì theo như mình tìm hiểu thì trên Minecraft Pocket Edition cũng có một số cái server Anarchy, có nghĩa là server không hề có một luật lệ nào cả. Chúng ta sẽ thử vô một cái server mà mình thấy nhiều người chơi nhất, đó là 43 người chơi. Cái server này address IP của nó là 2bhtpe.org. Holy shit. Ok, chúng ta cùng vô thử nào. Một cái server không hề có luật lệ ở trên Minecraft PE để xem nó như thế nào nhé. Oh damn. Trời ơi, có cả queue luôn, có cả hàng chờ luôn á anh em ạ. Nhưng mà ok, đây là cái chỗ mình xuất điểm. Oh trời, ok, nói chung là chúng ta bị kẹt ở trong một cái lava cast nha. Cũng theo mình tìm hiểu được thì trong cái Minecraft PE, Minecraft Pocket Edition á, thì cái anti cheat của nó không có được phải nói là như thế nào nhỉ, đầu tư lắm. Nói chung là cũng không có nhiều người chơi Minecraft Pocket Edition lắm, ngoại trừ mấy bạn nhỏ thôi, nên là cái số lượng người làm ra cái anti cheat không nhiều, nên là mấy bạn có thể thấy giống như ở đằng kia mình đang thấy một cái khối bedrock, không phải là một cái công trình nhỏ nhỏ bedrock bay lơ lửng, và ở đằng kia nữa là cái khối để gắn cái ender, mắt con mắt ender lên. Holy way. Ok. Ok, chưa gì chúng ta đã thấy những thứ bất ngờ rồi, mình không biết là sau này chúng ta còn thấy được những gì bất ngờ hơn nữa. Mình sẽ chat lên. Can someone keep me keep? Để coi có ai tới không? Có ai trả lời không? Mình thấy mấy cái này nó không biết là có đứa nào chat tiếng Anh không nữa. Liệu rằng có ai sẽ chat tiếng Anh? Ok, bây giờ mình đang ở spawn luôn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ tới gần khu vực Z0 tí rồi để mình đi highway, nếu mà nó có highway, nếu mà nó có đường cao tốc. Rồi ok, không quay chắc tiếng Anh hết. Rồi, thôi toàn có cả tiếng Trung Quốc lẫn với lại tiếng một cái thứ tiếng gì đó mình không rõ. Ok, có một cái đường kéo dài, mình nghĩ đó là cái khu vực cái đường highway, mình nghĩ vậy. Rồi, ok. Theo như chúng ta thấy, cái bedrock bay từ lơ hết khi mà nó có bedrock nhiều như vậy á. Hoàn toàn các bạn có thể bị kiểu gọi là như thế nào nhỉ? Portal traps, hiểu không? Nó là kiểu các bạn sẽ bị khóa ở trong cái Nether portal luôn. Bằng bedrock thì các bạn không thể nào bị phá ra được. Không thể nào phá ra được hết. Ok. Chúng ta sẽ tạm thời đi trên cái X cộng. Mình không biết phải gọi là cao tốc X cộng hay không. Ok. Đấy, bedrock bay tè lé hết anh em ạ. Đấy. Đấy, tại vì mình thấy là có rất là nhiều thanh niên coi channel mình mà chơi Minecraft Pocket Edition, thì mình không biết là mấy thanh niên đấy có kiểu tải crack về hay không, hay là Minecraft Pocket Edition có tải crack hay không thì mình cũng không rõ. Thì đây là một trong những cái server anh em có thể vô, anh em chơi Pocket đấy, không luật lệ, nhưng mà cũng không biết có người Việt Nam không. Có rất là nhiều mấy thanh niên đi chat trên Discord để coi có nhiều người, nhiều người phát, chả có gì hết. Nói chung là chúng ta có thể set home. Hơi kỳ lạ với lại một server không luật lệ, nhưng mà ok, chúng ta có thể set home. Đấy, bedrock rồi đồ linh tinh bay. Cái này mà nó khóa chúng ta lại trong cái giường chúng ta là khỏi ra luôn nha anh em. Nghĩ ra luôn nha. Chỉ có sạc kill mới được thôi à. Hay là clear bed gì đó. Rồi. Mình không biết này phải đi đường cao tốc không vậy? À, no! Cái quần gì? Ok, chúng ta teleport ra hơn 500 block bên ngoài. Coi như là cái đó cũng là một điều tốt đi. Cái đường ở giữa kia có vẻ như là không bị dính một cái gì cả. Mình không biết là có đồ ăn hay không. Bởi vì mình thấy là Minecraft Pocket Edition đồ ăn rất nhanh lắm. Cái mục tiêu là sẽ cố gắng kiếm được đồ ăn nha. Rồi kiếm được gỗ. Mình không biết là gỗ đến block mấy ngàn block mới có, nhưng mà mình sẽ cố gắng kiếm được gỗ. Rồi nói chung là đủ đồ dùng cần thiết để mà sinh tồn được. Ok, có một cái cổng Nether portal ở đây. Chúng ta nên vô không anh em? Cầu nguyện nào. Cầu nguyện nào. No, đừng là bedrock. Oh shit, nice.
Ok, nó không phải là bait trap anh em ạ, nó không. Miễn là nó không phải là bait trap thì mọi thứ đều ổn. Ok. Ok, một cái đường cao tốc là bằng bait trap. Một phần của nó thôi. Cái này không có giống đường cao tốc lắm man. Hiện tại thì mình đang ở 200 block. Thì chúng ta sẽ cố gắng đi ra xa thiệt xa. Tại vì mình không rõ là với cái server này thì cái độ tàn phá của nó là tới đâu nữa. Nên là chúng ta sẽ cố gắng đi ra tầm 5.000 block có thể. Hoặc là hơn thế. 5.000 block dưới Nether nha. Đấy, 8 x 545 đấy, 4.500 block trên kia đấy. Ok, chưa gì chúng ta đã mất hai cái đùi gà rồi. Hai đùi gà đã ra đi. Ui, quay đi quay lại chỉ còn có ba cái đùi gà. Chết rồi. Như này sao đây anh em? Chúng ta còn hai cái đùi gà rưỡi. Cái này là quát. Hai cái đùi gà rưỡi. Không biết là sống sót được đến bao giờ. Mới đi có tí thôi. Wow. Đó không phải là một cái lúc bình thường. Yeah, không phải lúc nào bạn cũng thấy một cái nút bay lơ lửng đâu mấy. Ú, ở đây có một cái. Một cái cổng này. Ok, ok, ok. Một cái portal, một cái portal. Làm ơn, đồ ăn. Chúng ta còn hai cái đuôi gà thôi. Oh my god, chúng ta ở trong một cái hang rồi. Toan tôi rồi. Gỗ. Nhưng mà chỉ có một cục. Hai cục gỗ. Oh man. Không phải là hai cục gỗ mà là hai slab. Chúng ta có gỗ. Ok. Ok con dê luôn, Ok. Mình chỉ mới làm được cái này thôi. Đã thể đập cái này đi được không? À, mình nghĩ mình sẽ bắt đầu đi đi từ đây quá. Để coi lỡ trên đường mà có đồ ăn gì thì mình mới hốt được. Hoặc là trên đường có gỗ thêm thì mới hốt được. Vì lý do nào đó mà còn hai cái đùi gà nhưng mà mình vẫn còn chạy được. Khá kỳ lạ. Oh, một cái đường cao tốc bằng bedrock đây anh em ạ. Cao tốc bedrock, ok. Ui, tí nữa thì té. Chúng ta có gỗ. Yeah. À, thực ra thì gỗ cũng không có xa lắm. Tầm 10.000 block ra. Không xa mấy. Chả sao. Chúng ta đã có gỗ. Có gỗ thì dễ rồi. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng khi mà chúng ta đã có gỗ anh em ạ. Và còn rất là nhiều gỗ đấy chứ. Rồi, mình sẽ làm sơ sơ mấy cái ô, chúng ta không cần lượm luôn hả? Hay ho vậy. Ô, không cần lượm luôn anh em ạ. Rồi chúng ta đào á, khi mà thay thác thì chúng ta sẽ rớt đồ ăn. Ui. Trời hết. Ui. Được. Chúng ta còn có hai cái đùi gà thôi, một đùi gà rưỡi mới đúng. Hiện giờ thứ thiết yếu của chúng ta là đồ ăn. Nó sẽ đi kiếm đồ ăn. Mong sẽ có một cái con gì đấy ở đây. Chúng ta còn có một cái đùi gà thôi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao thằng nhân vật của mình vẫn chạy cho dù mình không nhấn gì. Không nhấn nó chạy gì cả. Ô men được. Đồ ăn đâu. Server sẽ restart trong 10 phút nữa. Oh no, đừng chết lúc này. Tôi gặm cái gì ăn cũng được homie. Oh no. Đin. Toang tôi rồi. Anh em ạ, à, toang rồi. No, không, tôi không thể nào cạch đất tôi ăn được. No. Tôi cần thịt. Ow. Động vật đâu hết rồi. Thôi toang tôi. Ấy. No. Tôi quên vẫn là có set home. Đúng không ta? Oh man. Ờ, set back.
chúng ta sẽ bắt được. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Nhưng mà bắt lại cái portal chứ không phải bắt lại cái chỗ mình chết. Thứ bây giờ chúng ta cần tìm nó sẽ là đồ ăn. Có nghĩa là tới đây thôi là chúng ta có thể, chúng ta gọi là ra ngoài phạm vi của khu vực spawn rồi. The heck. Ok. Một cái cột đất ngẫu nhiên. Oh damn. Em nghĩ tôi hôm Jenny. Ok. Có nước. Ồ, có nước. Home Jenny. Ok. Đổi tay đi con. Oh. Không được. Oh. Thêm một file kỳ lạ nữa đến từ vị trí của nhà phát hành. Minecraft Pocket Edition không để tay trái được à? Rồi. Ở dưới đây nhìn không giống như là được đào rồi, kỳ lạ ta. Ok, mình đã có lại cái cúp đá mình đâu. Ok. Tôi mất cái cúp đá rồi. Theo mình đánh giá thì cái trải nghiệm của cái server này nó cũng tương tự như là những cái server RPG bình thường thôi. Đấy. Mình chưa biết là những thanh niên full đồ thì sẽ như thế nào. Mình cũng chưa biết là đồ nó kiểu enchant bá đạo như thế nào. Hiện tại thì chúng ta chưa biết được. Ở dưới có vàng cả. Hiện tại thì chưa biết được nên là vẫn chưa đánh giá gì nhiều. À ok, cái chỗ này đã bị xả nước rồi. Mình nghĩ là kim cương là toang hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau nhé. Nếu mà mình có chơi lại server này. Bye bye.